Ủa đại ca, để nhớ đại ca nói, chúng ta sẽ kết bái huynh đệ ở vườn đào đẹp lắm mà. Sao bây giờ đại ca dắt ra vườn dừa vậy? Bên chỗ vườn đào người ta dẹp rồi, bây giờ họ chuyển qua kinh doanh vườn mai. Năm nay mai bán có lời lắm, nên nhà nhà ai cũng đua theo mai hết á. Vậy chúng ta qua vườn mai, qua đó coi sao. Không được, người ta tham quan lúc nhúc đông nghẹt à. Với lại nhiều khi người ta còn coi tức khuya nữa, ba huynh đệ mình không vô nổi đâu. Bởi vậy ta mới chọn vườn dừa, nó vừa vắng mà vừa rẻ nữa. Quan trọng nhất là nó rẻ. Thôi, đào, mai hay là dừa gì không quan trọng, quan trọng là ba huynh đệ mình có lòng là trời đất sẽ chứng giám. Hay, nhị đệ nói hay lắm. Ta bóng quẻ rồi, hôm nay là ngày lành tháng tốt, với lại thêm cái thời tiết tuyệt dương như thế này thì còn gì bằng nữa. Ủa đại ca, tuyệt dương là gì vậy? Tuyệt là trong tuyệt vời, dương là ánh dương, có nghĩa là một ánh dương tuyệt vời đó tam đệ. Hay quá vậy ta, đại ca quả là thâm nho đó mà. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hãy bắt đầu đi đại ca. Hoàng thiên hậu thổ, nhật nguyệt càn khôn, hôm nay tôi Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tại vườn dừa này kết nghĩa thành huynh đệ khác họ, đời này kiếp này đồng tâm hiệp lực, vinh nhục cùng chia. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hài thiệt chứ, sao nàng kể chuyện buồn mà tay nghe hài thật chứ. Ý, ở đây cảnh đẹp quá, mình tấp vô đây chơi đi chàng. Ngươi đấy xuồng, tấp vô. Dạ. Ý, sao trái dừa đó nó hình tròn vậy chàng? Lạ thiệt. Tại sao thân trai sức dài dây gọng như vậy mà không tự treo xuồng, lại bắt một người nhỏ xíu lội xuống nước đẩy? Không thấy tội nghiệp người ta hả? Kìa huynh đài, đây là dịch vụ của người ta mà, có cung ắt sẽ có cầu. Đúng rồi, nếu mà mình không thấy họ, họ thất nghiệp, họ đói, đó mới là tội nghiệp đó. Đó mới tội nghiệp đó. Các ngươi nói sao cũng được, nói xong đi chỗ khác chơi. Đây là chỗ cúng bái trang nghiêm, không phải chỗ cho các ngươi cà rỡn đâu. Đi đi. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đó, trái dừa đó đó, chàng lấy cây kích hái xuống cho thiếp đi. Chà, cao quá, sao thọ không tới à? Giỡn mặt hả? Dám đứng trước bàn thờ thiên, tính ra nãy giờ ba huynh đệ chúng ta lạy các ngươi đúng không? Ủa, không được hả? Bố thích đứng ở đây rồi sao? Đúng rồi. À, xưng bố với ai? Bố lão hả? Giờ sao? Tam đệ, người có ý thức nói vậy đủ hiểu rồi, động thủ làm gì? Không biết hắn từ đâu tới, đòi làm bố ba huynh đệ chúng ta, hỏi sao mà không tức luôn. Tôi họ Lữ tên bố, nên xưng tên với mấy người cho lịch sự, chứ có đòi làm bố ai đâu. Lịch sự cái gì mà đứng trước bàn thiên của người ta? Giờ sao cũng lộ không? Tạm đệ, bình tĩnh lại. Nếu học trò chỉ để đánh nhau thì đó không gọi là cáo nhân, mà gọi là lung manh chợ búa. Mục đích của võ học là biết để tự vệ. Không chỉ vậy, học võ còn có sức khỏe để chống lại bệnh tật. Người học võ phải biết khiêm nhường. Điều quan trọng để phải luôn ghi nhớ, đó chính là không được nghĩ mình mạnh, mạng hiếp yếu. Hiểu chưa? Không sao, tôi cũng mạnh lắm, cho nên không gọi là ăn hiếp kẻ yếu đâu. Muốn làm gì thì làm đi. Kìa, Lữ bố, chàng đã hứa với ta là không có giết người nữa mà. Nhị ca, nếu nhị ca đã nói như vậy thì thôi, đệ xin chấp nhận nhịn. Người xưa có câu,
sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Vị huynh đài này, xin mời đi cho. Thôi đi đi chàng, bỏ đi, mấy người này kỳ cục quá à. Vô. Quá đã. Tam đệ, uống mà đập chén không bể, chứng tỏ lòng tam đệ chưa thành tâm, làm sao mà trời đất kiến giám được. Tấm lòng của nhị ca chắc cũng có à, nhưng mà chưa có đáng kể, nên trời đất chưa có để ý tới đâu. Đại ca, làm cái gì vậy? Chém mà đập không bể, dục mẹ nó đi. Vẫn không bể. Xin lỗi hai người, đại ca ta lỡ tay. Đại ca ta có lỗi, nhưng thử hỏi, ở đây ai mà không có lỗi? Kể cả ta và người. Mấy người nói như vậy là xong chuyện đó hả? Ui, đại ca ta vô ý, còn cái này là người cố ý đúng không? Tính trả lại cái chén mà hơi lỡ tay. Nếu như người đã lỡ tay, ta cũng lỡ tay luôn. Vậy đi. Nhị ca, không cản đệ nữa hả? Cản gì nữa? Lên luôn đi. Ta xin lỗi chuyện hồi nãy nha, ta không cố ý đâu. Đúng rồi đó, nếu đại ca ta mà cố ý, chắc cô nương cũng mai năm mũi trên đầu rồi. Không sao đâu, ở nhà Lữ Bố cũng hay động tay động chân với ta dữ lắm. Vậy là ở nhà hai người có va chạm với nhau rồi à? Lúc nãy ta thấy hai người tình cảm lắm mà. Thì bình thường chàng ấy thương ta lắm, nhưng mà hễ có rượu vô người là chàng ấy không có kiểm soát được hành vi của mình. Khốn nạn, thật là khốn nạn. Một tên vô lại như vậy mà cô nương cũng có thể quen được, hay thiệt. Tại vì chàng ấy hứa sẽ lo cho ta suốt cuộc đời. Đúng là nồi nào úp dung đó, mà gió từng nào gặp mây từng đó. Yeah!
lần sau lưng tới, sẽ không đâm hắn luôn đi. Cái sa mâu của đệ chỉ đâm trước mặt chứ không có đâm sau lưng. Nè, thủ sẵn cái dao găm luôn á, mà ta không có đâm á, thấy quân tử không? Để ta chơi nghĩa khí, sao ngươi đâm đó? Cô nương đừng lo, hai đâm một nhìn nguy hiểm vậy thôi, chứ không ảnh hưởng đến tính mạng đâu. Hai đề của ta biết chừng mực mà, không đâm lúc kén đâu. Ta đâu có lo chuyện hai đâm một, thậm chí bây giờ ba đâm một cũng được nữa. Ở ngoài giang hồ, Lữ Bố bị đâm riết ta quen rồi. Ta chỉ lo các ngươi có mệnh hệ gì, rồi Lữ Bố sẽ bị bắt vô ngục một lần nữa, rồi bỏ ta một mình bơ vơ thôi. Hồi nãy kết bái huynh đệ, còn thề sống chết có nhau. Bây giờ hai thằng đều chết rồi, thằng còn lại đâu? Lỡ chi ra giết rồi, biến ta mà lại đại ca, ta sẽ không biết gì đâu. Rồi rốt cuộc trong ba người, ai là đại ca vậy? Ta chưa ai. Ta tới đây. Hai đề hộ cho ta, Mã Hợp Nhất. Chứ gì mà la đời vậy? À, hãy xem sự lợi hại của lũ bệnh tới đây. Dạ. Dạ. Ta tới đây để kết thúc trận chiến này. Hả? Đại ca bị quýnh méo mỏ rồi nhị ca. Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ba huynh đệ chúng ta? Ta chỉ là một người nông dân bình thường. Thật là xảo trá. Nông dân gì mà quýnh đại ca ta một kèo, bất tỉnh nhân sự. Lao lắm. Ta nói thiệt, ta chỉ là một người nông dân đi cày ăn chay sống qua ngày, thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ. Người đánh ta mới mỏ mới là bất bình à? Người có bà con gì hắn mà ra tay cứ nhúc? Không bà con gì hết, nhưng ta không để cho ai đụng tới Lữ Bố đâu. Lữ Bố là ân nhân của ta. Kể từ ngày Lữ Bố nhận ta theo hỗ trợ ông trong game Đỉnh Phong 2, mỗi ngày ông tham gia đấu giá được mấy món đồ xịn là ta cùng với mấy huynh đệ đều được hưởng vô vàn quà tặng từ ông. Chưa hết đâu, ta còn được Lữ Bố rèn luyện võ công để tham gia những trận chiến công bằng trong Đỉnh Phong 2. Đó là nơi thể hiện đẳng cấp của mình. Không quan trọng ai với ai, đồ xịn hay đồ cùi, chỉ cần có lòng dũng cảm cùng với khả năng khéo léo là lục tiền liền. Bởi vậy mỗi ngày ta đều cố gắng rèn luyện với mục tiêu là có thể sánh vai cùng ông, trở thành một trong những hiện đại trong Tam Quốc như là Lữ Bố đây. Còn nếu mấy người muốn quánh tiếp thì quánh cho ta nè. Từ sáng tới giờ ta để xuồng chưa xài hết thể lực của một ngày đâu, nãy là mới một đòn cơ bản thôi, ta còn chưa xài tới tuyệt chiêu nữa đó. Vào vô. Nếu so về thể lực thì ở đây đại ca ta là người đang có thể lực sung mãn nhất. Đúng. Nếu muốn gì hãy để đại ca ta tiếp ngươi. Hai đệ, người ta đã nói như vậy rồi thì huynh đệ mình dĩ hòa di quý đi. Dẫu sao mình cũng đánh ngang tài ngang sức, chứ đánh từ lúc mà tuyệt dương cho đến trùng dương chưa ngã ngủ, trận này cũng kinh điển à. Đem đi làm phim bá cháy lắm á. Vị huynh đài cho hỏi trùng dương nghĩa là gì? Trùng dương có nghĩa là ánh dương trùng xuống đó. Có vậy mà cũng không hiểu. Thì ra là vậy. Huynh đài quả thật là thâm nho và hài hước. Tính ra là mình huynh không được hưởng dương luôn. Lữ Bố, hưởng dương là gì? Ngươi đừng có nói tào lao. Tam đệ đừng nóng, để ta giải thích. Hưởng dương có nghĩa là mình hưởng cái ánh dương đó đó. Đại ca ta nói đúng không Lữ Bố? Đúng. Đúng vậy. Hai
là nồi nào úp dùng đó, mà gió từng nào gặp mây từng đó, đúng không đại ca? Đúng là không đánh không quen biết. Ba huynh đệ tôi mời Lữ Bố một chén, kết giao tình bằng hữu tại vườn dừa này. Mời! Mời! Tiếp chứ? Tiếp! Ơ kìa, chàng uống ít thôi, để một lát ngồi xuồng về không nổi nữa đó. Lo cái gì? Lúc sáng có người đẩy xuồng tới, thì chắc chắn tối có người đẩy xuồng về. Yên tâm đi. Đúng, người ta làm dịch vụ thì người ta lái, chứ mình có lái đâu mà sợ bị thổi nồng độ cồn. Không phải, tại vì chàng ấy không có biết bơi, rồi một lát ngồi xuồng không nổi, lỡ lột xuống mương, ta phải lội xuống vớt lên nữa, mệt lắm. Hai đệ à, tao đá mày nè. Mày hả? Uống đi. Còn chưa chiêu gì nữa. Đây. Chắc vậy mày uống nó lấy. Ủa sao nãy ghê nó không biết bơi mà. Đúng rồi, nhưng mà con mương này nó càng hiểu à, tôi lộ qua được. Ủa mấy người tính làm gì Lữ Bố vậy? John Tam Quốc thôi đó mà. Nhập vai thằng tướng càng quét chiến trường, tải game Đỉnh Phong Mai tăng tam quốc tại App Store và Google Play.